Xin chào cả nhà đang xem kênh của Thiếu Anh Nguyễn nha. Thì hôm nay Quỳnh lại tiếp tục đi câu cả nhà. Điểm câu hôm nay vẫn là điểm câu cũ nha. Thì chỗ này á, mấy lần trước Quỳnh câu cũng được mớ cá khá là ngon luôn. Là hôm nay Quỳnh quay lại đây câu thử xem là còn dính cái con cá nó không nha. Với lại mấy hôm nay chỗ của Quỳnh mưa quá chừng cả nhà, nên là mình tranh thủ đi tìm mấy cái chỗ có mái che gì nè. Vậy á, thì có mưa tới mình cũng tiện lợi cho đục mưa nha. Phía sau lưng của Quỳnh trời đang chuyển điện thui tuốt đó kìa. Bây giờ mình tranh thủ câu đây nha. Quỳnh xin mời cả nhà cùng theo dõi hết video của Quỳnh ngày hôm nay, xem hôm nay Quỳnh câu cái địa điểm cũ á, có dính được nhiều cá như mấy hôm trước không nha. Rồi, mới tới điểm câu mà mây đen bắt đầu kéo đến rồi cả nhà. Cái bên đó kìa, rồi ơi, mưa chắc chuyển mưa luôn đó. Này nước cũng không lớn lắm nhưng mà đóng cống rồi cả nhà, nên là nước nó đứng yên nè. Nước đứng yên gì mình câu cá rất là tiện nha. Bây giờ Quỳnh tranh thủ mình xuống cần nha cả nhà, để một hơi chiều nữa mưa tới là không câu được luôn á. Quanh câu thẻo 2 nha cả nhà. Một lưỡi thì quanh móc con dế nè, một lưỡi quanh câu cục cám nha, để mình vừa câu vừa xả nha. Rồi, cùng nhau xuống cần đầu tiên nha cả nhà. Giờ mình cùng ra cần nha. Rồi, vừa mới để xuống cao nhịp nhịp ít nhất luôn nè cả nhà. Cái con gì ăn ở đây, mới để cần xuống là nó dĩa liền luôn, nó chỉ mới dĩa thôi chứ chưa có ăn. Bữa nay ăn cục cá mấy con dế nữa đó đó. Lục bình trôi tới luôn, lục bình nó trôi tới rồi, chụp đại lên luôn đi. Wow, nó ăn cục cám á. Rồi rồi rồi, lúc sau rồi. Wow, dính rồi, dính rồi, dính con gì đây. Ủa nó chạy kìa, rồi rồi chạy vô lục bình này. Trời ơi, con cá gô. Đây, cục mồi đầu tiên, giờ dính được con cá đầu tiên cả nhà. Đây, con cá gô nha, khá lẩu luôn. Này là cá gô đồng cả nhà. Ở cái thịt của nó nè, cái vây của nó dành vàng khè luôn đó nha. Rồi rồi, lúc phao luôn rồi, lúc phao luôn rồi. Ôi nhả lên lại kìa. Ôi con cá gì mà lôi ghê thiệt. Đây, con cá gô tiếp theo Quỳnh vừa dính được nè. Trời ơi, nhìn cá gô nó nu luôn cả nhà. Đây nè. Nhìn nó bự ghê luôn á, nu luôn nè. Vậy 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 vậy. Trời, cái gô nó mạnh ghê luôn á. Trời gầm gầm sắp chuyển mưa à. Phía đằng kia đã mưa luôn đó cả nhà. Ở đây thì nó mới hơi chuyển chuyển nha. Đây nha, con tiếp theo Quỳnh vừa dính được nè. Câu chỗ này thì đa số toàn cá gô nhiều thôi, hên hên á thì mình được cá mè bự nè. Còn hên dữ lắm thêm nữa thì Quỳnh mới dính được cá chê nha. Dính nè. Wow, cái gô quá. Bè, con cá gô tiếp theo Quỳnh chịu dính được cũng khá lũ luôn. Khoảng gần 3 ngón tay giữa của Quỳnh thì nhìn rất là to. Cá nó dài tàu lọn luôn đó nha. Rất là ủ nè. Cái gô nhìn rất là to. Mới để xuống là nó ăn liền. À, kiểu nhịp nhịp phao này là kiểu cá gô. Ở đó lúc 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 phao đó. Rồi.
rồi lúc vào. Trời ơi, ăn cục cám rồi. Rồi, lúc vào rồi. Rồi chạy luôn rồi, chạy vào rồi. Rồi nhả lên lại rồi. Ăn kiểu cá rô đó, đó rồi. Đó. Giật nè, dính rồi. Ăn gì đây? Bự rồi, nặng tay. Wow, cá rô. Đây, con cá rô tiếp theo anh vừa dính được nè. Trời ơi, những cá rô nó mù luôn cái nha. Thì nó bự ghê luôn á. Nó mù luôn nè. Dạ. Cá rô nó mạnh ghê luôn á. Trời gầm gầm sắp chuyển mưa à. Phía đằng kia đã mưa luôn đó cả nhà. Ở đây thì nó mới hơi chuyển nha. Đây nha, con tiếp theo anh vừa dính được nè. Câu chỗ này thì đa số toàn cá rô nhiều thôi. Hên á thì mình được cá mè bự nè. Còn hên dữ lắm thêm nữa thì anh mới dính được cá chê nha. Quanh để cần xuống cá ăn mà quanh không hay luôn cả nhà, không có thấy nhúc nhích tao hết trơn mà dở lên thử xem mà còn ngồi không á. Trời ơi, nguyên con cá chê bự luôn nha. Con này cỡ 200g cả nhà, nhìn nó nè. Ơ vậy nó nuốt cái lưỡi mất tiêu luôn rồi, nó ăn ngầm á không hay luôn. Mới thấy nó xì tim ở dưới cái nhà cái bỏ cần xuống thử xem sao mà chưa hết trơn, nó ăn mình không hay luôn, nuốt luôn cái lưỡi của quanh nè. Đây nè, cái này là con cá chê trắng nha cả nhà, nó đen thui thù lùi luôn nè. Trời ơi, nó cỡ 200g á. Nãy giờ dính được 4 cá rô, giờ dính thêm cá chê nè, quá trời bự luôn. Ủa nó dãy hoài luôn. Câu được một tiếng mấy đồng hồ thì trời bắt đầu đổ mưa luôn cả nhà. Thì mưa nãy giờ cũng khoảng hơn nửa tiếng rồi, câu cá nó cũng không ăn nữa. Thì câu hơn tiếng đồng hồ anh cũng câu được mớ cá khá là ngon cả nhà. Do là mưa tới nên là quanh không câu nữa. Trời cũng đang mưa nè, mưa thì mình câu là cá nó không có ăn nữa nên quanh sẽ quay ra. Nãy giờ quanh câu hơn tiếng đồng hồ được nhiều cá cả nhà cùng xem nha. Câu được tiếng hồ anh cũng câu được 4 cá rô à. May mắn hơn là mình dính được thêm một con cá chê nè. Cá chê này là cá chê trắng nha. Hổm giờ quanh câu ở đây là toàn dính chê vàng với chê lai không, mà hôm nay may mắn lại dính được một con cá chê trắng khá là ngự luôn nè. Con này khoảng 200g á. Nãy nó nuốt lưỡi rồi quanh lấy lưỡi ra nên là nó bị ngọt rồi cả nhà. Cá nhìn ngon nó mập ù á. Do thời tiết hôm nay mưa nhiều cả nhà, sáng cũng mưa rồi chiều cũng mưa, bây giờ xế cũng mưa nữa. Nên là mình không có thời gian để mà câu cá được nhiều á. Thì câu được tiếng đồng hồ thì cũng được mớ cá khá là ngon rồi. Được cá chay trắng rất là ngon luôn. Video của Quỳnh đến đây cũng khá là dài cả nhà. Quỳnh xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha. Cả nhà có yêu quán Quỳnh nhớ xem kênh xong cho Quỳnh xin một like và một đăng ký cả nhà, cũng như là mình ủng hộ cho Quỳnh nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà clip sau.